Nhân dịp gặp phố Insa TV, tôi là Nguyễn Thái Ngọc ở California, Little Sài Gòn. Xin có lời kính thăm hỏi Ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng. Những việc làm của Ngài, chúng tôi ở hải ngoại rất theo dõi và rất cảm ơn. Từ cái việc đi thăm những nạn nhân bị tai nạn, cũng như những cái việc mà nhà thầu Trung Quốc làm không có đạt chất lượng mà thiệt hại đến nhân mạng của người Việt Nam, cũng như cái việc nhỏ là khi những người du khách về phi trường ăn một tô mì tô trị giá có 20.000 mà bị chặt đẹp là 100.000 thì họ test cho ngài, ngài cũng giải quyết và bắt từ đài sắp tới là phải nêu giá cả rõ ràng và đóng cửa cái nhà hàng mà đã làm mất cái ảnh hưởng danh dự của dân tộc. Tôi không biết gì hơn. Tôi xin cảm ơn Ngài Thứ trưởng Đinh La Thăng. Tại vì qua Ngài Thứ trưởng Đinh La Thăng, tôi thấy hình ảnh của cán bộ Cụ Hồ sống lại cách đây rất lâu. Bây giờ tôi mới thấy lại qua hình ảnh của ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Tôi mong rằng ông cố gắng, ông làm. Những việc ông làm thì người dân trong nước biết và người dân hải ngoại biết, sẽ luôn luôn theo dõi và lên tiếng ủng hộ. Còn những cái việc nào mà các vị khác làm sai thì chúng tôi cũng theo dõi và chúng tôi nói lên để chi? Để quý vị kịp thời chấn chỉnh, để đem lại lòng tin của dân tộc. Là gì? Ở trong nước có yên ổn, hậu phương thì chúng ta mới có rảnh tay phát triển kinh tế và mới có thể bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ biển đảo quê mẹ Việt Nam. Không biết gì hơn, đầu xuân ất mùi, tôi kính chúc Ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng và các cộng sự viên được nhiều sức khỏe để tiếp tục có việc mà Ngài làm. Tôi xin cảm ơn và xin hết. Chúc mừng năm mới, xin hết.